Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe Sava High Speed, một mẫu xe mang thương hiệu của Đức, được trang bị cấu hình bộ chuyển động Tiaga. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung carbon, chiếc xe thì cũng cực kỳ là mới luôn, không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Rất là mới, sáng bóng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Bộ tay lắc Kia Gra. Phanh ba mảnh Techo, vành cao bản, đùi đĩa trục rỗng, quan si, trang bị bộ chuyển động Tiagra, Mayer bi vòng, phối lửa. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe này xem. Size của chiếc xe thì từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m57 đủ đến khoảng 1m71-72 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 9 tầng lip, 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà. Trơn tru mượt mà. Nên các bác là một chiếc xe khung carbon, thành cao bản, Mayer bi vòng khối lỗ và có mức giá rất là hợp lý, chỉ có 14.800.000. Và bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.